Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hatchback hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning. Đây chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản nhập khẩu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và sản xuất năm 2012. Nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký lần đầu năm 2016. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị bạn ạ. Đây là chiếc xe Kia Morning phiên bản số tự động bản 5 chỗ quý vị bạn nhé. Ở thị trường Việt Nam mình thì rất là nhiều Kia Morning nhưng mà chủ yếu là cái phiên bản van 2 chỗ ngồi ạ. Chiếc xe này là phiên bản 5 chỗ ngồi đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này thì đẹp xuất sắc luôn quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe còn rất là đẹp. Chiếc xe này là chúng tôi bán cho chủ xe một chiếc xe Kia Cerato và chủ xe đã đổi lại chiếc xe Kia Morning này ạ. Và vừa mới đổi xong là chúng tôi đem ra đây tôi quay tôi bán luôn cho quý vị các bạn ạ. Chứ cũng không dọn dẹp, không phải làm cái gì cả. Chiếc xe rất là đẹp rồi ạ. Chỉ có rửa qua về bên ngoài đi thôi. Còn bên trong là còn nguyên như vậy là tôi đem đây tôi bán ạ. Vậy sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning 2012 này ạ. Chiếc xe nhập khẩu ạ. Mời quý vị và các bạn ạ. We'll be right back.
Thank you.